Kỹ vậy trời. Bởi vậy. Lộ ngược ngược rồi. Gian ngược rồi. Ờ rung trời tay ơi. Bởi sao nó đã nói tao nói rung tay mà. Rung tay mà cắt cái ấy cũng ngược. Cái da cũng ngược. Nó cũng vậy. Họ thông thì bự. Bự quá ta. Kéo ra. Đó. Bé luôn nha. 256 rồi. Gì đây? Wow, wow. Đó. Đó. Đó, đỡ đây đây. Ừ. Bự thì là bự. Ừ, đó ha. Muốn hùng cái với chú sư. Không đi. Không có đâu gì đâu. Hùng cái đi. Đẹp ha. Nào cái cho cái màu lại nha, cái màu lại nào. Màu sao á. Ok. Ôi trời nó lạnh ngắt luôn. Đâu thử coi. Lạnh. Lạnh. Mới gửi về luôn. Nó lạnh luôn. Nó từ từ China nó bay qua, nó chuyển thẳng ở đây cho nên cho nó bay nó lạnh. Ok. Wow, ngầu quá. Rồi, cái đó nó cắt đi. Cắt hả? Ừ. Mua giỏ luôn hả? Chuẩn bị trước rồi đó, chuẩn bị nước má tân hả? Chuẩn bị trước tàu đá cũng tân á. Cái gì đây? Cái này là cái bọc kiến ha, cái hộp gì ô đâu bọc kiến, cái đó kiến hả? Cái kiến tóc kiến ờ đây rồi, cái đó là bọc cái máy quay phim camera có luôn, thẳng luôn ha, đủ hết. Đủ hết. Wow. Ok. Ok, cắt luôn này luôn. Rồi, dán vô. Ok, giờ dán vô nha, dán vô. Này là của cô hai á. Thôi bự mà, bự đúng rồi, 25 hết thôi mà. Thôi bự, ok, dán vô. Có gì tốt rồi. Ok, dán vô đây. Dán một kiến chưa? Dán một kiến rồi. Cái đó đầu bọc luôn. Rồi dán cái dây đèn nó chói lắm. Dán cái camera luôn. Dán camera luôn. Thôi là đó. Rồi an toàn. Bây giờ chờ xài nữa thôi. Ok. Xin vô. Rồi xong. Cái này thì hai gửi cho ai nói? Gửi cho bác Thúy. Bác Thúy á. Ok. Rồi tạm dừng nha. Bye.